nó cũng dễ tính nữa. Ừ. Nhưng mà cái ti mà nó sử dụng là nó sẽ sử dụng cái ti đó luôn, thì sau này mình sẽ Ừ. mua loại đó. Nhưng mà khi mà nó lựa rồi á, mà mình mua loại khác thì nó lại không thích. Lúc mình đem về thì vợ chồng anh cũng không có kinh nghiệm trong cái chuyện là lựa ba bốn cái để coi nó thích cái nào. Mình ra mình lựa thấy cái nào mềm, mà cái nào mà nó coi như giá tiền nó cao xíu, tốt hơn Ừ. những cái ti khác thì mình mua thôi. Về thì ảnh bú thôi. Có một khoảng thời gian mình ngủ chung mà em bé nằm kế bên, tối nó tự nhiên nó khóc hoài. Bà nội là mẹ của anh đó chạy qua nó, trời sao mày để cho em khóc hoài vậy, nó con không biết sao tự nhiên nó quấy quá, bình thường nó đâu khóc đêm đâu. Trời, quay qua nhìn thì trong phòng phải lạnh lạnh quá, anh quên đúng không, anh nhìn đi làm về nhiều khi Hỏi nóng quá. chứ. Mình mở để cho mình đáng lẽ có em bé thì khoảng mở khoảng tầm 25, bước xuống 22, 21, 22 lạnh quá là trời ơi, môi tím ngắt, mẹ chửi quá trời chửi. Con anh khoái đá banh này kia lắm, hồi đó anh với con anh hay chơi đánh kiếm nữa. Khiên 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 À, khiên chị đồ ăn khiên 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 anh khoái đó lắm, anh kiếm con mua lần, nó cười đâu nói anh thích con lần. Anh mới chở anh vào trong nhà văn hóa lao động đó. Mà anh gặp con lần anh sợ, anh chạy mà chạy té nước luôn, nói gì gửi xe không à. Anh mới dẫm anh lên để cho anh coi mà, cái xong cái bắt đầu con lần nó con lần em mới thôi nè, khán giả mới dạt ra để cho lần đi nè. Trời ơi, anh thấy con lần vừa ban lại ảnh đó nha, anh nó lên nó chào nè, trời anh chạy mà anh vừa để anh xuống anh chạy mà anh quay qua là chết mẹ, ủa đâu rồi. Gặp đông người nè, chạy lên chạy, trời anh kiếm má ơi, trời vừa sợ mà trời ơi, gặp được thấy anh chạy đâu núp ngay gốc cây kìa, cũng sợ trời. Không con ơi, ba sợ hơn con này con ơi, phải có những cảm giác đó nha, phải có những kỷ sợ niệm lắm đó. luôn á trời. Ừ. Mình kiếm mà mình bị quản luôn á em biết không, trời gặp cái chỗ đông người nữa em biết không, sợ khủng khiếp. Hồi nhỏ trai có một lần đi lạc ở trong đầm sen, là ba của em dẫn em đi vô đầm sen, không biết ba chú của em làm sao cái lạc em luôn, mà không biết sao em rất là khôn á nha, tự nhiên cái em mò ra làm sao được ra được cái cổng và em đi lại đúng cái chỗ gửi xe và em ngồi lên đúng cái xe của ba em luôn. Hay người ta. Em không biết tại sao nha, thì khi mà Con thôi xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Các ông bố nói gì. Anh ơi, lần đầu tiên biết tin là vợ mình mang thai, cảm xúc của anh như thế nào? Thực Dạ. sự nó cũng lẫn lộn nhiều cảm xúc lắm đó, trai. Lúc đó anh chưa có chuẩn bị tinh thần sẽ làm bố. Thời gian đó anh với vợ anh đang yêu nhau và cũng có sống thử với nhau, cũng hai người ở bên nhau giống như là vợ chồng vậy đó. Vợ anh có mang và thông báo với anh, thì cái việc đầu tiên anh nghĩ đến là trời ơi, mình sẽ làm cha hay sao? Tại vì thời điểm đó là anh khoảng tầm năm 20, 27. Thực sự nếu mà đối với tuổi đời của nghệ sĩ thì cái thời gian đó là thời gian của tuổi hoặc mình còn quá trẻ. Sau khi anh nghe được tin đó, anh cảm giác sợ là cái đầu tiên. Thời gian đó thì cuộc sống và công việc mình nó còn bấp bênh mà chưa ổn định. Thời gian đó là thời gian MBK mới vừa tan rã nữa. Mình sợ là mình không lo được hết cho cái người mình yêu thương, đó chính là vợ của mình. Mình sợ mình công việc mình không nhiều, mình sợ con mình thiếu thốn. Thực sự thì cái đám cưới của anh và vợ anh thì nó cũng diễn ra ở dưới quê nữa. Tại vì thời điểm đó là thời điểm mà anh cũng đang rất là khó khăn, nên là anh và vợ anh quyết định làm một cái đám cưới nhỏ dưới quê. Nghe tin vợ mình mang bầu và sau khi anh suy nghĩ một hồi lâu, thì từ cái khoảng sợ xong bắt đầu mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ coi mình sẽ làm gì. Mình tự mình nói với mình, đã là cha rồi thì bây giờ phải làm như thế nào đây, đã là cha rồi. Sau một hồi suy nghĩ, một mình ngồi suy nghĩ thì quyết định là gọi lại cho vợ anh. Thôi mình đám cưới nha. Mình cưới nhau về thì anh với em cùng làm, thì anh nghĩ là sẽ lo được cho con. Mà trong cái khoảng thời gian khoảng tầm chừng anh suy nghĩ ít nhất là phải gần cả tiếng đồng hồ á. Khi mà anh đối diện với lại nhiều sóng gió như vậy, động lực nào khiến anh có thể vực dậy bản thân mình một lần nữa? Đúng, thực sự một khoảng thời gian mà nếu anh em, những người làm là anh em thân, anh em nghệ sĩ giống như Tân hay là những người mà thường xuyên gặp nhau, thì biết được là sau này công việc của anh nó nhiều, nhưng mà để mà nói kiếm tiền, mà để giàu, mà để mà lo cho cuộc sống mà nó đầy đủ á, thì là diễn viên không thể. Và mình đi làm và thật sự mình cũng chẳng có ngại gì những cái chuyện phải làm những cái việc trái nghề, phải làm những cái việc mà nghĩ sao đàn ông mà trụ cột gia đình, mà mình có mẹ có ba,
có vợ có con, và quan trọng nhất là con của mình nữa. Nên là những cái việc đó mình làm mình cảm thấy hoàn toàn bình thường. Khi người này nói người kia nói tại sao diễn viên làm này làm kia, bán hàng online, hàng chất lượng không vậy. Em biết mà, cái miệng đời mà, và nhất là những cái người trên mạng xã hội anh hay chửi. Chúng ta không thể nào chống lại những đứa vô duyên trên mạng xã hội hết, tại vì đơn giản chúng nó quá đông. Nên là khi mình làm miễn sao mình lo cho cuộc sống gia đình, lo cho ba cho mẹ, lo cho bản thân mình, lo cho con mình, ok mình làm thôi, chẳng có gì phải mắc cỡ cả. Thiệt, đôi lúc đang bán hàng tự nhiên có đứa vô thả con mình vô duyên muốn giọng cái hũ sa tế vào miệng nó ghê luôn, thiệt luôn á. Bản thân em là vậy á, xin lỗi các bạn khán giả nha trai, dùng từ nó hơi bị không đúng quá, nhưng mà đó là cảm xúc thật, thật sự là như vậy. Biết tin vợ mang thai là một chuyện rồi, thì chắc chắn là cái hành trình mà là chăm sóc vợ con của anh á rất là khó khăn, bởi vì là mình phải vừa quán xuyến công việc nè, bây giờ thêm vợ con nữa. Sắp xếp thời gian như thế nào? Nếu mà nói sắp xếp thời gian để mà cho nó khoa học thì khi mà có vợ mà vợ có mang bầu rồi thì không có thể nào khoa học được đâu. Đúng vậy. Đây. Em nói vậy là để cho anh dễ thống kê thôi. Giờ giấc chéo ngoe lắm. Dễ thống kê thôi anh ơi, chứ thực sự là tới cả bản thân em cũng biết phải chia sao. Chia sao vậy? Thống nhất được nên thống kê. Mình đâu biết phải chia như thế nào đâu, Tân cũng biết rồi. Dạ. Khi vợ mình mang thai mà vợ mình thích ăn cái gì, cần cái gì, nhưng mà cái thời gian đó là thời gian mà vợ mình cần mình nhất. Trước khi mà vợ có baby thì hai vợ chồng đi ăn đi uống này kia rồi, nhưng mà sau khi mà bắt đầu vợ có baby mà còn nhỏ thì vẫn đưa vợ đi ăn, nhưng mà mình hạn chế đến những cái chỗ ví dụ như quá nhiều khói thuốc. Cái thứ nhì nữa là dinh dưỡng, thì vợ mình thích ăn cái gì. Cái thời điểm đó bà bầu bà thích ăn nhiều cái món mà nó khá là khó cho anh em mình luôn á. Tầm ví dụ như 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, anh ơi em thèm trái xay, xay rừng đó. Anh nhường anh đúng không? Anh nhường không? Anh phải chạy đi khắp Sài Gòn mà hơn là ngay cái đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Cao Thắng rồi đó. Hay bán xây rừng á, cái chỗ mấy cái xe đó. Chạy lại chỗ kiếm, hơn có bà kia bà chuẩn bị đẩy về rồi. Trời, mua được xây rừng mừng muốn chết luôn rồi. Cái đó là hủ 300 ngàn. Mua được mừng muốn chết luôn, cái vừa chạy về nữa rồi cái gọi là anh ơi, nhân lấy muối ớt nha. Anh ơi, nhân lấy muối ớt nha. Thôi muối ớt bây giờ bà đi về rồi, thôi muối ớt thì để anh về anh làm lại làm dầm ra cho mình ăn luôn. Trời ơi. Mà cái khoảng thời gian mà vợ anh bị ngán, bắt đầu thèm này thèm kia thì anh lại là người bị mập. Thèm lên tới 65kg luôn. Anh mập lắm. Vợ thèm spaghetti, cà ri cua, thèm ngọt, thèm tùm lum tùm la món hết. Thì mình đi mua, bà ăn giống như là bà ăn cho có, bà ăn chỉ cho đã thèm thôi. Còn như mình vứt hết. Nhưng mà vợ anh được cái là không có bị ngán những cái mùi, ví dụ như mùi cá này kia. Anh cũng thấy đỡ điều đó. Mấy bà bầu khi mà rơi vào trạng thái như vậy em gọi là trạng thái hàm hương đó anh. Đúng nghĩa luôn, đồ ăn bày trước mặt. Được đó mà no rồi, là lấy hương lấy hoa thôi anh ơi. Còn lại là mấy cái thành phẩm này là mình hưởng hết anh ơi. Mà anh Thuận anh lên có 65kg mà anh có lẽ như là anh cũng khiếp lắm. Trong đó em đi 70-80kg rồi, chưa nói gì rồi. 80kg rồi. Chưa nói gì rồi. Không, nếu mà nói về cái tạng người á thì là vậy, còn đối với lại tạng người kiểu anh Thuận đi, 65kg là anh đã thấy rất là nặng nề. Đúng rồi. Giống như em đi, giờ nha, em mà lên tầm khoảng chừng như là 75kg thôi là em thấy trời ơi đi không nổi vậy đó. Vậy thì cái ngày mà chị Lâm bồn, anh có ở bên cạnh chị hay không? Ngày đó thì không, ở Huế hay đâu á, đi diễn. Tại vì anh phải đi diễn hồi đó mình hay diễn tập kỹ á Tân. Dạ đúng rồi. Nói anh nhớ anh đang Huế. Thì vợ anh lúc mà gần sinh á thì về quê với lại về quê ở Tâm Nông với lại mẹ vợ của anh. Thì mẹ vợ anh lo lắng rồi cho vợ anh sinh. Vợ anh sinh, trước khi vợ anh sinh thì vợ anh gọi nó rồi anh ơi đau quá, đau bụng quá. Nhưng mà vợ anh sinh cũng nhanh, sinh dễ nữa. Con anh được như là 2.9 kg hay là 3 kg gì đó. Ngon. Cái vừa sinh xong cái vợ anh gọi anh, rồi nói trời ơi, ông Thuận ơi, vừa đau mà ông Thuận ơi, cái lỗ tai nó y chang ông ơi. Lỗ tai của anh á gọi là lỗ tai Phật đó. Đẹp quá bộ. Thiệt đẹp chứ bộ. Rồi thì anh thực ra anh rất là nôn nao để mà muốn về gặp con. Tại vì thời điểm đó bắt đầu khi mà có con á, show đám cưới đám mà show gì cũng nhận hết, bất kể cái gì mà làm ra tiền là nhận được luôn. Gọi điện thoại anh ơi có show nào cho em đi không, rồi nhận hết. Thì quan trọng là mình sợ con mình nó thiếu thốn, vợ anh không đi làm, ở nhà có mình anh nè. Thì sau khi mà diễn về thì con anh nó khoảng tầm chừng chắc mười mấy ngày á,
hai ba ngày vậy đó. Thời điểm đó là chụp hình rồi, chụp hình gửi qua, nhưng mà sướng như là ổng cứ khi mà đi trên xe về cứ nghĩ trong đầu không biết ổng nó làm sao trời, không biết sao ổng nó sợ nó té. Nhưng mà ngộ lắm, Tân biết rồi, con mình tự nhiên mình biết cách ổng á. Dạ. Rồi khi anh ổng lên á thì cái người đầu tiên anh nghĩ là ba mẹ, tại vì khi mình dành tình cảm cho con mình nhiều đến như vậy thì mình biết là ba mẹ thương mình như thế nào, lo lắng chăm sóc. Nhiều khi con mình sau này nó lớn lên mình nhìn nó mà không rời mắt luôn. Tân biết mà nó nhỏ cho nó phá lắm, lúc mà còn đi chuẩn bị đi trên cái xe mà sẽ đi á, ủa con anh nó phóng một cái là ra đường liền á. Anh về là chưa đặt tên Bảo luôn, chờ anh về đặt. Nhưng mà ông nội thì ông nội đặt, ông nội đặt Nguyễn Huỳnh Kim Bảo. Anh ẩm Bảo xong rồi cái tự nhiên mình cảm giác mình xúc động và nó có một chút gì đó khó, rất là khó diễn tả cái cảm giác lần đầu tiên ẩm. Rất là may mắn là con anh nó không khóc đêm nè, bú cũng dễ nữa nè. Anh chăm nhiều hơn, anh pha sữa, nó ngủ chung với mình luôn. Yeah. Sáng thức dậy thì nó thức sớm, thì vợ chồng anh thức dậy xong rồi cái vợ anh thức dậy thấy nghe nó oe oe là mình biết liền à. Pha sữa cho ảnh thì ẩm ảnh chơi. Mà đặc biệt nhất á là cái ánh mắt của nó. Tôi có cảm giác không? Em cảm giác không? Cái ánh mắt nó nhìn mình á, nó nhìn ai không biết sao nha. Ví dụ như ông nội bà nội vào thăm hay là cô gì chú bác vô thăm nha, thì nó nhìn bình thường đúng không? Nó nhìn bình thường thôi, nhưng mà cái ánh mắt nó nhìn mình á, mình pha sữa cho nó, mình ẩm nó, ánh nhóc nó nhìn mình mới đã. Giống như là đây là ba mình đó. Đúng rồi, đại khái là vậy. Đúng rồi, anh vừa mới nói vậy xong cái em mới chợt nhớ ra những cái lúc mà lại em pha sữa hay làm cái gì cho thằng con của em á, nó cũng hay nhìn em lắm. Đúng, nhưng rồi, mà ánh mắt của nó hơi lạ anh, cái kiểu như nè. Nó khác con anh xíu, con anh này thức dậy phải không? Đúng rồi. Con em khác, đạp thẳng vô mặt em luôn. Vậy ba, chịu chứ đúng vậy luôn á. Con đói bụng rồi đó, ba sữa cho con đi. Nhớ hồi đó thì về cái chuyện mà lựa ti á, thật sự nó cũng dễ tính nữa. Ừ. Nhưng mà cái ti mà nó sử dụng là nó sẽ sử dụng cái ti đó luôn. Thì sau này mình sẽ mua loại đó, nhưng mà khi mà nó lựa rồi á, mình mua loại khác thì nó lại không thích. Lúc mình đem về thì vợ chồng anh cũng không có kinh nghiệm trong cái chuyện là lựa 3-4 cái để coi nó thích cái nào. Mình ra mình lựa thấy cái nào mềm mà cái nào mà nó coi như giá tiền nó cao xíu, tốt hơn hơn những cái ti khác thì mình mua thôi. Về thì ảnh bú thôi. Có một khoảng thời gian mình ngủ chung mà em bé nằm kế bên, tối hôm đó tự nhiên nó khóc hoài. Bà nội là mẹ của anh đó chạy qua nó, trời sao mày để cho em khóc hoài vậy? Nó con không biết sao tự nhiên nó quấy quá, bình thường nó đâu khóc đêm đâu. Trời, quay qua nhìn thì trong phòng phải lạnh lạnh quá. Quên đúng không? Anh nhìn đi làm về nhiều khi mở quá, mình mở để cho mình đáng lẽ có em bé thì khoảng tầm 25, bước xuống 22, mốt 22 lạnh quá là trời, môi tím ngắt, mẹ chửi quá trời chửi. Con anh khoái đá banh này kiểu lắm. Hồi đó anh với con anh hay chơi đánh kiếm luôn. Anh khoái đó lắm. Đánh kiếm con mua lần, con cười đâu nói anh thích con lần. Anh mới chở anh vào trong nhà văn hóa lao động đó. Mà anh gặp con lần anh sợ anh chạy mà chạy té nước luôn. Nói gì gửi xe không à. Anh mới dẫm anh lên để cho anh coi mà. Cái xong bắt đầu con lần nó con lần em mới thôn nè. Khán giả mới dạt ra để cho lần đi nè. Trời ơi, anh thấy con lần vừa ban lại ảnh đó nha. Tại nó lên nó chào nè. Trời anh chạy mà anh vừa để anh xuống anh chạy mà anh quay qua là chích mặt. Ủa đâu rồi? Gặp đông người rồi nhá, trời ơi, lên chạy. Trời anh kiếm, má ơi trời, vừa sợ mà. Trời ơi, gặp được thấy anh chạy đâu núp có nghe ống cây kìa. Cũng sợ trời. Không, con ơi, ba sợ hơn con này con ơi. Phải có những cảm giác đó nha. Phải có những kỷ sợ niệm lắm đó luôn á trời. Ừ. Mình kiếm mà mình bị quảng luôn á em biết không? Trời, gặp cái chỗ đông người nữa em biết không? Sợ khủng khiếp. Hồi nhỏ trai có một lần đi lạc ở trong đầm sen, là ba của em dẫn em đi vô đầm sen. Không biết ba chú của em làm sao cái lạc em luôn, mà không biết sao em rất là khôn quá nha. Tự nhiên cái em mò ra làm sao được ra được cái cổng và em đi lại đúng cái chỗ gửi xe và em ngồi lên đúng cái xe của ba em luôn. Hay ta. Em không biết tại sao nha. Thì khi mà ngồi lên xong cái là ba chú em cũng kiếm rất là lâu, thì người gửi xe ta cũng nói, ủa này bị gì vậy trời. Tự nhiên cái nó nhào đến đây ngồi, thì lúc mà ra xong cái ba em thấy em á là cũng thở phào. Xong cái lúc đó là em suy nghĩ, ủa sao thở phào vậy ta? Rồi khi mà em lớn lên tới cái lúc mà là em chỉ dẫn con em đi vào nhà sách thôi đó nha. Đặt nó xuống, con đứng yên đây nha để ba lựa sách. Cứ quay xuống. Không thấy nó là bắt đầu là em quýnh lô tô mà em phải gọi luôn, em muốn la lên luôn rồi đó. Nó búp ơi, đâu rồi? Ảnh cứ luôn chạy đâu á. Rồi xong cái là em phải chạy đi kiếm mà may mắn sao á, mà rồi xém xíu là ảnh bước vô thang máy, ảnh đi đâu rồi đó.
ở trong nhà khách nó còn im lặng em hiểu không? Còn cái không gian của anh là không gian mà muốn lân rồi người này kia đồ nó ồn ào lắm. Anh với lại con là có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Đôi lúc mình khiến cho con mình không được vui cũng có. Thì anh có thể chia sẻ những cái điều đó không? Thật ra bé bé còn nhỏ nhưng mà anh luôn luôn khuyến khích bé phải nhớ tên của bạn. Tại vì thứ nhất cái đó là cái lễ phép, cái lịch sự tối thiểu của con với lại bạn con. Nhớ nha, thì chơi mới một ngày là tới trưa rồi. Tới trưa thì anh đang nấu cơm. Thì ảnh đang đi chơi đâu về á, cái đồ đi chơi nữa. Cái mẹ nói với con vô đây phụ ba nấu cơm đi. Thì kêu ổng phụ thôi chứ ông biết phụ gì đâu. Vô phá. Vô phá. Nói con cho con nhà bạn chơi đi. Cái anh mới nói chứ con nhớ tên hai bạn chưa? Có hai bạn mà con không nhớ. Nói dạ con không biết tên hai bạn, thấy chưa? Ba nói rồi con phải hỏi tên hai bạn mà con nhớ tên hai bạn. Nếu mà con chưa nhớ tên nó thì con ở đây, ba không có cho con đi. Ở đây. Nói xong đồ đi chơi. Bỏ đi tiếp tục đi chơi nữa. Thì hai cha con nói chứ nếu mà con không nhớ tên bạn ba không cho anh đi, thôi tụi đây đứng đây. Lúc đó bé Chip mới đi qua rủ Bảo đi chơi. Thế anh mới hỏi chứ Chip ơi con nhớ tên bạn là tên gì không? Rồi con coi nè, bé Chip nhớ nè. Dạ không, con cũng biết bạn gì là gì luôn. Trời ơi trời, cái đó không biết ai quê ha. Thiệt. Ê, anh vừa mắc cỡ, mắc cỡ với con mình mà anh vừa cảm thấy có lỗi với con mình. Anh nghĩ là anh đang áp đặt cái sự suy nghĩ của mình lên con của mình luôn. Con nít nó cỡ thôi đó, nó không có nghĩ giống như mình. Vui là chính. Và nó cảm thấy cái người bạn nào mà nó kết bạn, nó cảm thấy đi đây là cái cuộc đi chơi của nó. Và anh quên đi cái điều đó. Trai, anh cũng đã xảy qua rất là nhiều biến cố. Có bao giờ anh nghĩ rằng có một cái biến cố nó xảy đến mà chính cái điều đó nó khiến cho anh phải thay đổi gần như là tất cả mọi thứ hay không? Có chứ. Cái khoảng thời gian trước thì tính tình, cách nói chuyện, sự suy nghĩ trước đó anh còn háo thắng lắm, mà cái tính của anh nó kỳ lắm. Qua hai lần mà khi mà anh mở quán, mỗi lần mà anh dành dụm được ít tiền thì anh sẽ nghĩ đến một cái việc kinh doanh, một cái việc gì đó. Cái mà anh thích nhất là ẩm thực, thích kinh doanh quán ăn. Cái biến cố lớn nhất gần đây nhất của anh đó chính là cái quán Hùng Thuận hải sản phải đóng cửa và không còn làm nữa. Mình đã mất tiền rồi ha, mình còn mất luôn một tình bạn. Và sau khi mình nhìn lại tất cả những sự việc thì mình thấy có lẽ là những lời nói mình nói với bạn mình nó thật sự không phù hợp. Nó thật sự có thể là nếu mà mình khôn khéo, mình khéo léo hơn chút xíu thì chắc lẽ mình sẽ giữ được cái tình bạn này. Cuộc sống cá nhân riêng của anh liệu có xảy ra biến cố gì không? Anh và anh chia tay khoảng lúc mà con anh đang học tầm lớp 1. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà nó thật sự khó khăn với anh. Nhưng mà khi mình nhìn lại thì mình thấy được là mình chưa phải là một người chồng tốt, chưa phải là một người cha tốt. Và mình phải nhìn nhận được điều đó. Chứ còn trước đó thì mình cứ nghĩ là cái tôi mình lớn, hai vợ chồng có thể vợ anh kiếm tiền nhiều hơn. Và khi mà cái khoảng thời gian mình bị thất nghiệp đó, thì cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian cái vỏ bọc nó tự động nó sẽ hiện ra ngoài. Và không muốn bất kỳ ai động chạm tới cái gọi là cái tự ái, gọi là cái sự gia trưởng. Sau này khi mình nhìn lại thì mình thấy đáng lẽ mình đã hy sinh những cái chuyện khác để dành cho gia đình. Trước khi anh với vợ anh xảy ra rất là nhiều thứ, anh còn rất hay đi làm về, hay ghé bạn bè chơi, uống một vài chai. Có lẽ như giá như cái thời điểm đó mình hy sinh những cái chuyện đi chơi và một vài chai bia để mình về với vợ mình thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Thực sự là cái chuyện nhịn vợ, thua vợ ở trong cái nhà đó thì hơn thua với ai, hơn thua với vợ làm gì. Cái đó là cái điều mà anh cảm thấy hối hận nhất. Nói chung cái khoảng thời gian trước khi mà anh với vợ anh cãi nhau á, mình nói thẳng luôn, anh không có sai. Nhưng bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy đúng mình sai, đúng mình sai. Em hiểu. Cái mối quan hệ của anh với lại vợ cũ của anh cho đến khi sau này thì nó cũng là khá tốt. Gọi điện thoại chia sẻ về công việc, về Bảo. Và bản thân anh thì cũng luôn luôn tạo một cái mối quan hệ với con mình nó càng ngày càng tốt hơn. Hiện nay con anh đang là học lớp 6, thì bây giờ bé bắt đầu chuẩn bị dậy thì. Và cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà anh gọi cho con anh nhiều hơn. Sau này con bắt đầu thời khoảng thời gian này khoảng thời gian đẹp nhất của con. Từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 con sẽ xuất hiện những cái chuyện như sau. Con hôm nay con có thể cho ba tâm sự với con như hai người đàn ông được không? Dạ được ba. Lần đầu tiên hai cha con nói chuyện một tiếng mấy, gọi là cháy luôn điện thoại luôn. Anh chia sẻ với con là vì sao ba với mẹ con chia tay và không sống chung một nhà nữa. Tất cả mọi thứ hôm nay ba sẽ trả lời cho con nghe. Con cần hỏi, con hỏi gì ba sẽ trả lời cho con nghe. Tại ba không biết giữ được mẹ con. Ba làm đến để mà cho ra nông nổi ngày hôm nay đó chính là tại ba. Cái lần mà ba hối hận nhất là lần mà ba gây lộn với mẹ ở trên chung cư. Con còn nhớ lần đó không? Dạ con còn nhớ.
ba sai khi ba không giữ được cái gia đình này. Nhưng bây giờ con lớn rồi, từ từ ba với con sẽ hiểu với nhau nhiều hơn. Tất cả chúng ta là đều học từ những sai lầm. Đúng rồi. Em cũng vậy, sai lầm rất nhiều mà may sao người chỉ với em lại là vợ em. Và người chịu đựng em nhất vẫn là vợ em. Dù như thế nào đi chăng nữa, em nghĩ rằng là Bảo vẫn luôn luôn mong muốn là anh hạnh phúc và mẹ của Bảo hạnh phúc. Tin em đi là sau này khi mà Bảo mà có người yêu nha, cái người đầu tiên mà Bảo nói vậy là thông báo là: ba ơi, con có ghẻ rồi. Có ghẻ rồi. Nè, giờ cũng đâu phải lúc nào cũng có dịp mà tâm sự những cái chuyện như vậy đâu. Anh sẽ gửi một lời nào đó cho bé Bảo. Tự nhiên kêu anh gửi lời cho bé Bảo, tự nhiên kêu anh cảm thấy đúng rồi. Chết đúng rồi. Hello Bảo. Thực sự thì ba mong muốn con tìm hiểu với ba nhiều hơn, nhất là ở trên kênh YouTube hay là những cái trang xã hội. Thực sự cái điều đó là điều ba muốn, nên là ba không bao giờ nhắc về chuyện của ba và mẹ. Ba cố gắng giữ không tạo một scandal hay là không tạo một cái tin xấu gì để mà con có thể đọc về ba. Vì sau này đến một độ tuổi nào đó thì chắc chắn con sẽ muốn tìm hiểu ba mình là ai, công việc của ba như thế nào. Từ chuyện cho bây giờ thì Bảo vẫn chưa hiểu được là công việc của ba như thế nào đâu. Trước tiên thì ba xin lỗi Bảo. Có những lúc ba không đủ thời gian để dành cho con. Sau này khi ba phát hiện ra con cần quan tâm nhiều hơn ở ba, Con cần một không gian, con cần một cái nơi, con cần tình thương của ba và mẹ. Và chắc chắn con sẽ có điều đó. Tuy là hai cha con mình nó cách xa nhau về mặt địa lý, mà ba nghĩ thôi không, nhưng mà cái tình cảm thì nó sẽ không bao giờ xa nhau đâu. Ba sẽ dành hết tất cả cho con. Ba yêu con, ba yêu con. Bảo à, và kể cả những tài khoản chơi game của ba con nữa, chuyển giao hết cho con. Sau khi lắng nghe những lời chia sẻ của anh Hùng Thuận thì chúng ta cũng đã hiểu thêm được rất là nhiều về tâm tư ông bố Hùng Thuận của chúng ta. Dù hoàn cảnh có như thế nào thì anh Hùng Thuận vẫn luôn luôn hướng về gia đình của mình, và đặc biệt là hướng về bé Bảo.